Cổ chân nhân chương 1131, tuyết minh mông đánh bại cường địch. một Nếu chiến đấu có gì sơ xuất, đã thương bổn nguyên, tổn hại nội tình, cho dù có luyện được tiên cổ hồng vận tề thiên, cũng là được không bù mất. Vạn kiếp sắp đến, cũng bởi vì những tổn thất này mà thất bại trong gan tất. Tuyết hồ lão tổ cười ha hả, phu nhân, nàng vẫn như vậy. Thư của Dược Hoàng là một kiếp của ta, nhưng cũng là cơ hội của ta. Ta phải nắm chặt, vượt khó tiến lên mới đúng. Tuyết hồ lão tổ nói đến đây, đột nhiên ngưng lại, biểu hiện thay đổi, sao? Ông ta đến rồi à? Đến tốt lắm. Vạn thọ nương tử ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua phúc địa đại tuyết sơn nhìn ra bên ngoài bắc nguyên. Vốn bên trên phúc địa đại tuyết sơn, bầu trời sáng sủa, một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây. Dược hoàng đến, thanh thế to lớn, phong vân quyển tịch, nhụn thương khung thành một màu da cam. Không nhìn thấy bóng dáng của dược hoàng đâu, nhưng giọng nói của ông ta lại vang lên tuyết hồ lão hữu bổn hoàng mạo muội đến thăm mong được tha thứ âm thanh của ông ta vang vọng trời đất truyền vào phúc địa đại tuyết sơn chấn động đến núi non rung rẩy vô số tuyết động rơi xuống thậm chí còn có ngọn núi bị lỡ tuyết ha ha tuyết hồ lão tổ cười lớn bay vút lên trời rời khỏi phúc địa đại tuyết sơn lúc này bầu trời có sự biến đổi một nửa là màu da cam một nửa là băng sương hai cái ngang nhau. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía tây đột nhiên có một đám mây đen bay đến. Mây đen không ngừng sôi trào, nhanh chóng tràn ngập, không thua gì hai người dược hoàng và tuyết hồ lão tổ, tạo ra một địa bàn cho riêng mình trên bầu trời. Vạn thọ nương tử nhìn thấy, gương mặt thay đổi, trong lòng cảm thấy nặng nề, tại sao bách túc thiên quân cũng đến vậy. Mây đen, sương khí, ánh cam cuồn cuộn, dằn co lẫn nhau, chia không trung phạm vi vạn dặm thành ba phần. Tuyết hồ lão tổ cười lạnh, thiên quân ngươi trước giờ không kinh doanh thế lực, nay cũng đến góp phần náo nhiệt sao. Bách túc thiên quân cười gượng, nói, tuyết hồ lão hữu, chẳng qua chỉ là núi phương thống thôi mà, từ khi nào lại lọt vào mắt ngươi chứ. Chi bằng trả lại cho chính đạo, giảm bớt phiền phức lần này. Sắc mặt vạn thọ nương tử không khỏi tái xanh, hô hấp đám cổ tiên ma đạo bên trong phúc địa đại tuyết sơn cũng cứng lại. Bách túc thiên quân vốn là tán tu, nhưng sau đại hội đấu giá, ông ta đã trù tính thành lập thế lực chính đạo. Lúc này ông ta liên thủ với Dược Hoàng, lấy hai chọi một, tuyết hồ lão tổ chỉ có một mình, tình huống đúng là không ổn. Nhưng sau một khắc, tuyết hồ lão tổ đã ngửa đầu cười to, tiếng cười vượt mây, vậy hai người các ngươi tiến lên làm một trận rồi nói. Sau đó, ông ta nhất phi trùng thiên, trực tiếp đánh vỡ bức tường thiên cương, tiến vào bạch thiên. Cổ tiên bác chuyển ra tay, bi năng có thể nói là kinh khủng, đại địa khó mà gánh chịu. Bình thường khi ra tay, đều sẽ xâm nhập vào trong cửu thiên thái cổ, tránh sinh linh trên mặt đất gặp phải hảo kiếp vô biên. Hảo hữu đã có nhã ý, bổn hoàng tất nhiên là phụng bồi. Mắt dược hoàng sáng lên, nhanh chóng đuổi theo. Bách túc thiên quân ngây ra một lúc, cười khổ nói, nếu tuyết hồ lão hữu đã khăng khăng như vậy, vậy thứ cho bổn thiên quân mạo phạm. Ba vị cổ tiên bác chuyển tiếng vào bạch thiên, rất nhanh trên bầu trời truyền đến tiếng rầm rầm. Ba người đang đánh nhau bên trong Bạch Thiên. Bên trong cổ tiên Trung Châu có người kinh hô. Bọn họ còn chưa đuổi đến phút địa đại tuyết sơn, khoảng cách vẫn còn vạn dặm, lúc này đã phải ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy vạn dặm không trung rung chuyển không ngớt, có mấy đen bốc lên, có sương khí trắng mãn dân trào, lại có ánh cam tràn ngập. Âm thanh ù ù không dứt bên tai, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho người nghe không rét mà rung. Mau, thừa dịp bọn họ đang cuốn lấy nhau, Chúng ta tiến vào phúc địa đại tuyết sơn. Phượng Cửu ca nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Đám cổ tiên Trung Châu hít sâu một hơi. Bọn họ đều là kẻ tài cao gan lớn, nghe mệnh lệnh của Phượng Cửu ca cũng không cảm thấy do dự, khẩn trương và hưng phấn tăng thêm tốc độ. Rào. Bay được nửa đường, một con hoang thú thượng cổ kêu thảm, đột nhiên rớt xuống từ trên bầu trời. Đám cổ tiên Trung Châu vội vàng né tránh đây là thiên tàng khuyển. Chúng tiên nhận ra lai lịch con hoang thú thượng cổ này, ánh mắt không khỏi đâm chiêu. Một tiếng oành trầm đục vang lên, thiên tàng quyển giống như thiên thạch va chạm mặt đất, bị quẳng xuống đất thật mạnh, tạo thành một cái hố to, vùng vẫy mấy lần rồi không nhúc nhích được nữa. Không nghĩ đến lại đánh thiên tàng khuyển từ trong bạch thiên rớt xuống như vậy. Không ngờ uy năng bác chuyển lại hung tàn như vậy. Nội dư ba chiến đấu thôi cũng đã khiến cho thiên tàng quyển chết thảm như vậy rồi cẩn thận âm thanh cảnh cáo vừa mới vang lên mưa đá đã từ trên trời giáng xuống từng trận trận mưa đá như ngọn núi bao trùm ngàn dặm hàng khí thấu xương bức người vạn vật bị đông kết dẫn đến mất mạng chúng tiên trung châu không thể không đi đường vòng trăng rắc bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống quẹt vào góc áo của cổ tiên trung châu lão toán tử lão toán tử hết thảm một tiếng nhanh chóng bước ra từ điện mang chói mắt nửa cơ thể đã không còn trọng thương sắp chết. Bay được một lát, càng gần đến phúc địa Đại Tuyết Sơn, lại có một trận âm phong nhỏ thổi đến, thổi hồn phách cổ tiên trung châu chập chờn, muốn thoát ra khỏi nhục thân. Tu vi cổ tiên càng cao, chênh lệch một chuyển thôi cũng đã là một sự chênh lệch rất lớn rồi. Giữa bát chuyển và thất chuyển chẳng khác nào cách biệt một trời một vực. Muốn dùng thất chuyển chống lại bát chuyển, từ xưa đến nay đều rất hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi trung châu lớn như vậy cũng chỉ có một mình nhân vật như phượng cửu ca cổ tiên trung châu bị thổi ngã trái ngã phải cố gắng không để bại lộ thân hình nhưng sắc mặt đều rất khó coi đủ loại dấu hiệu cho thấy chiến lực cổ tiên bát chuyển bắc nguyên còn muốn vượt qua bát chuyển trung châu một bậc số lượng cổ tiên bát chuyển trung châu nhiều hơn bắc nguyên trong ngũ vực cổ tiên bát chuyển bắc nguyên là ít nhất bởi vì chiến sự ở bắc nguyên quá tấp nập xác suất cổ tiên chết đi ở Bắc Nguyên vẫn cao hơn so với bốn vực còn lại. Ở Bắc Nguyên, có thể từ trong bao vây trùng điệp, mở ra một đường máu, đứng trên đỉnh bát chuyển, lại có thể đứng vững gót chân, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Nhất định phải là hào kiệt bên trong hào kiệt, một chút may mắn miễn cưỡng là không thể có. Nội dư ba chiến đấu từ Bạch Thiên thôi cũng đủ để nhóm cổ tiên Trung Châu chật vật không chịu nổi. Lão Toán tử hiểm tử hoàng sinh, khôi phục lại hình thể, gương mặt còn mang theo vẻ khó có thể tin thì thào nói làm sao có thể tại sao ta lại không dự đoán được trước ánh mắt bộ phi yên dao động nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ nếu nàng đổi vào vị trí của lão toán tử dựa vào khả năng di động của nàng cũng chạy không thoát lùng sấm sét lôi đình kia chúng ta có nên tiếp tục tiến lên nữa hay không trần chấn xí ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đấu giống như một tấm thăng lau với vô số miếng vá từng luồng sức mạnh bao trùm phạm vi hoặc lớn hoặc nhỏ dây dưa với nhau. Có mây đen cuồn cuộn, có âm phong quét đến, có lôi đình đánh xuống, có mưa đá đập loạn. Quả thật là cảnh tượng tận thế. Cổ tiên Trung Châu không phải hạng người tầm thường, ánh mắt cao minh, đều nhìn ra được đạo ngân trong thiên địa đã thay đổi, có đạo ngân băng đạo, có đạo ngân lôi điện, có đạo ngân phong đạo, hồn đạo, xoắn suýt lấy nhau. Mặc dù bọn họ cách phúc địa đại tuyết sơn chưa đến ngàn dặm, nhưng trong khu vực này sát cơ trùng điệp với muôn vàng cạm bẫy hiểm ác trí mạng đây chính là sự chênh lệch giữa thất chuyển và bác chuyển sao đạo ngân bên trong mỗi khu vực còn nhiều hơn so với chúng ta vất vả tu hành rất nhiều sinh tử không phải do mình đây là cảm nhận bao nhiêu năm rồi không có quá hung hiểm rồi chỉ vì bắt một tù binh mà gán vào tính mạng của bản thân đúng là không đáng các cổ tiên trung châu đều đánh trống quân lui quân chỉ có Phượng Cửu Ca là bất động. Ngay từ ban đầu ông ta đã là một ngựa đi đầu, ánh mắt trấn định, giống như không nhìn thấy nguy hiểm xung quanh mình. Cổ tiên Trung Châu nhìn thấy Phượng Cửu Ca như vậy, trong lòng lại nổi sóng. Người này đúng là cao minh, có thể dùng tu vi thất chuyển chiến bát chuyển. Từ xưa đến nay vẫn không cảm giác được, bây giờ suy nghĩ lại, Phượng Cửu Ca đúng là kinh khủng. Không, cho dù có chiến được với bác chuyển cũng chỉ là tạm thời mà thôi một khi thân phận chúng ta bại lộ ba vị cổ tiên bác chuyển bắc nguyên đánh xuống chúng ta sẽ thập tử vô sinh phượng cửu ca không màng sinh tử thẳng tiến không lùi suýt chút nữa quên ông ta cũng xuất thân từ ma đạo nửa đường mới chuyển sang chính đạo cổ tiên trung châu bay sau lưng phượng cửu ca ánh mắt giao lưu với nhau đều muốn rút lui nhưng ngại mất mặt và thanh danh môn phái phía sau ai nấy cũng đều không mở miệng được đều muốn người khác lên tiếng trước từng phút từng giây đều trôi qua một cách khó khăn trong lúc cổ tiên Trung Châu đang khó xử, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên dừng lại, đứng ở tầng trời thấp, khoát tay về phía sau, tất cả dừng lại. Chúng tiên vội vàng dừng lại, chỉ thấy sắc mặt Phượng Cửu Ca ngưng trọng, ngửa đầu nhìn ra xa. Bọn họ lần theo ánh mắt Phượng Cửu Ca nhìn lại, thấy bầu trời vẫn tràn ngập uy năng như cũ. Có cổ tiên lĩnh ngộ được, thôi động sát chiêu tiên đạo, ánh mắt xuyên qua những trở ngại, nhìn thấy cảnh tượng bên trong bạch thiên. Sau đó lập tức kêu lên thất thanh chỉ thấy bên trong bạch thiên vốn ba nhà giao phong thế cục cân sức ngang tài không còn mà là tuyết hồ lão tổ chiếm thượng phong băng sương trắng loãng ép tới ép ánh sáng màu da cam của dược hoàng phải co đầu rụt cổ đánh cho mây đen của bách túc thiên quân phải bại lui giỏi cho một vị tuyết hồ lão tổ không nghĩ đến chiến lực mạnh đến cỡ đó mới qua bao lâu chứ đã lấy một địch hai phân ra thắng bại phượng cửu ca thở dài gương mặt hiện lên sự tán thưởng và tiếc nuối rút lui. Cơ hội đã mất đi. Ông ta không chút do dự, lập tức quay trở lại đường cũ. Chúng tiên còn đang ước gì điều đó xảy ra, lúc này không ai lên tiếng, theo sát đằng sau, nhanh chóng rút khỏi khu vực nguy hiểm này. Một lát sau, bách túc thiên quân rút cuộc chịu không nổi, lên tiếng, thủ đoạn của tuyết hồ lão hữu thật tuyệt, bổn quân đã lĩnh giáo xong, trận này cam bái hạ phong. Dược Hoàng cũng nói, Bắc nguyên đang rung chuyển. Tuyết hồ lão hữu, Lúc này không phải là lúc chúng ta phân thắng bại. Ngươi đã có ý với núi Phương Thốn, đề nghị trước đó của bổn hoàng xem như thôi đi. Ngày sau gặp lại. Dược Hoàng Liều chết giữ lại mặt mũi, Tuyết Hồ lão tổ nghe xong, không khỏi cười ha hả, thừa cơ không tha người, hai vị muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem chỗ của ta là gì nhỉ? Vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên chấn động, đất núi rung chuyển. Sương khí vô biên lao xuống, càng quét tất cả tạp chất bầu trời trở lại trong xanh giống như không có âm phong lôi điện gì cả mấy chục vạn dặm thiên địa trong nháy mắt bao trùm một tầng băng tuyết nhiệt độ trong không khí giảm xuống trời đông giá rét giống như bắc nguyên từ mùa xuân ấm áp chuyển sang trời đông giá rét hoành 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 từ cửu tiêu truyền đến ba tiếng nổ vang từng tiếng vang vọng đất trời đinh tai nhức ốc giống như lôi công gầm thét bên tai Cổ tiên Trung Châu đều bị âm thanh này chấn động, thân hình bại lộ, cơ thể lão đảo. Ngoại trừ Phượng Cửu Ca, lỗ tai của những cổ tiên còn lại đều chảy máu, đúng là đã bị đánh vỡ màng nhĩ. Đi mau. Sắc mặt cổ tiên Trung Châu tái nhợt, không chút huyết sắc, đấu chí trong lòng cũng giảm xuống đáy cốc, chỉ lo chạy thật nhanh. Bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng phát sinh động đất, nguyên khí ba động kịch liệt, cơ thể cổ tiên lung lay, thể xác và tinh thần đều kịch chấn. Nửa ngày sau, lúc này địa chấn mới chậm rãi lắng lại. Bên trong phúc địa đại tuyết sơn có sáu ngọn núi bị hủy, đại địa vỡ ra từng khe rảnh, tài nguyên cất giữ bên trong tổn hại thảm trọng. Nhưng cổ tiên ma đạo bên trong đại tuyết sơn lại hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt tỏa sáng. Bọn họ nhìn ra xa, nhìn thấy một người đàn ông vĩ ngạn đang chậm rãi hạ xuống. Chính là tuyết hồ lão tổ. Trên đỉnh đầu ông ta, một luồng bột phấn trắng loãng ống ánh như thủy tinh theo gió bay đi. Phượng Cửu Ca bay đằng sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, miệng thì thào, Liệt Thiên Phấn đã đánh vỡ Bạch Thiên ra rồi sao? Cổ Tiên Phúc địa Đại Tuyết Sơn vui mừng, vội bay ra khỏi Phúc địa để nghênh đón. Thuộc hạ cung nghênh lão tổ pháp giá. Qua lần này, tranh luận ai là đệ nhất bá chuyển Bắc Nguyên rốt cuộc đã kết thúc. Lão tổ pháp lực vô biên, đệ nhất Bắc Nguyên. Đánh cho dược hoàng, Bách Túc Thiên quân phải xám xịt chạy đi còn cách rất gần, đám cổ tiên ma đạo vội ngừng lại, chỉ để cho vạn thọ nương tử một mình nên đón. Phu quân Bà mỉm cười ôn nhu, gương mặt động lòng người hiện lên sự kiêu ngạo và lo lắng. Yên tâm đi, ta có cố kỵ, bách túc thiên quân và dược hoàng cũng có cố kỵ. Hai người này đỏ mắt với tiên cổ hồng vận tề thiên, không muốn ta luyện thành nó. Lần này ta đánh bại hai người, để xem bắc nguyên này còn có ai dám quấy nhiễu việc lớn của ta nữa hay không tuyết hồ lão tổ thản nhiên nói chỉ là lần này đánh vỡ bạch thiên làm phiền phu nhân ra tay tu bổ nếu không sẽ có hoang thú hoang thú thượng cổ thuận theo vết nứt hạ phàm mặc dù không sợ nhưng phiền phức sẽ rất lớn xác nhận phu quân của mình vô sự vạn thọ nương tử lúc này mới yên lòng ngón tay chỉ vào lồng ngực dày rộng của tuyết hồ lão tổ liếc mắt nói chàng đấy tuyết hồ lão tổ lấy một địch hai đánh bại dược hoàng và bách túc thiên quân liên thủ trận chiến này chấn động bắc nguyên tin tức giống như vòi rồng cuốn giới cổ tiên bắc nguyên lộn xộn không chịu nổi đồng thời dưới sự tận mặt chứng kiến của nhóm cổ tiên trung châu tin tức đã đến trung châu đầu tiên kinh động rất nhiều thủ lĩnh mười đại cổ phái tất cả đều ghi tạc tên tuyết hồ lão tổ vào chỗ sâu nhất trong lòng vài ngày sau trung châu phúc địa hồ tiên Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan đến thăm, mang theo tin tình báo mới nhất. Phương Nguyên cầm con phàm cổ tính đạo, hai mắt nhắm lại, giống như đặt mình vào phúc địa đại tuyết sơn, nhờ thị giác của Lê Sơn tiên tử mà quan sát. Trên bầu trời tái hiện lại cảnh tượng luận bàn giữa ba vị đại năng bác chuyển. Từ đầu đến cuối, đại khí bàn bạc, khiến tinh thần của hắn bị mê hoặc. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, giao chiến ở chỗ sâu Bạch Thiên nhưng quan sát từ xa cũng có thể cảm nhận được uy năng bát chuyển mênh mông. Trong giới cổ tiên, số chuyển càng cao, trên lệch càng lớn. Chính giữa lục chuyển vẫn có tinh anh, có thể ngẫu nhiên có được chiến lực thất chuyển. Nhưng giữa thất chuyển và bát chuyển lại trên lệch một trời một vực. Có thể dùng chiến lực thất chuyển để chiến bát chuyển, trong lịch sử nhân tộc vô cùng hiếm thấy. Đến cửu chuyển, có thể dùng sức của một người mà quét ngang thiên địa, không ai có thể ngăn cản cổ tiên bác chuyển căn bản không phải là đối thủ của cửu chuyển lúc nào cũng đại bại chưa bao giờ có ngoại lệ sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt ba lần phương nguyên đưa lại cổ trùng cho lê sơn tiên tử hai mắt mở ra đằng trước là cả một sự yên tĩnh phương nguyên đang nghe chuyện trên tv audio cv đã sớm đoán trước sự cường thế của tuyết hồ lão tổ ở kiếp trước ông ta đã từng mấy lần đánh bại trung châu thậm chí còn giết chết không ít bác chuyển trung châu sau khi tận mắt nhìn thấy Lý giải của Phương Nguyên đối với thế cục Bắc Nguyên lại càng khắc sâu thêm một phần. Chính đạo Bắc Nguyên có hai vị cổ tiên bác chuyển, theo thứ tự là Dược Hoàng và Phượng Tiên Thái Tử. Dược Hoàng không thẹn là đệ nhất chính đạo. Phượng Tiên Thái Tử lại có liên quan đến Trung Châu, là thế lực trong bóng tối lớn nhất mà Trung Châu chôn ở Bắc Nguyên. Lầu chân dương 88 góc bị sụp đổ, phúc địa vương đình bị hủy, dẫn đến Bắc Nguyên rung chuyển bất an thế cục cự dương tiên tôn bỏ bao công sức bố trí cũng theo đó mà sụp đổ luôn. Trật tự không còn, lại còn vì tranh đoạt tiên cổ, chính ma kịch chiến, thù mới hận cũ mâu thuẫn nhau. Mặc dù tầng bách thắng cử hành đại hội đấu giá, nhưng chúng tiên chỉ là vội vàng tiêu hóa chiến quả. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, mâu thuẫn lại càng sâu hơn. Phúc địa vương đình bị hủy diệt. Chính đạo Bắc Nguyên tổn hại lớn nhất, ma đạo được lợi không nhỏ. Cho đến nay, cự dương tiên tôn bố trí cũng là vì thiên hạ nhà ông ta. Chính đạo Bắc Nguyên đều là huyết mạch hoàng kim, chèn ép ma đạo, tán tu không ngẩng đầu lên được. Hiện tại lầu chân dương không còn, đỉnh đầu ma đạo, tán tu không còn ngọn núi lớn. Bất kể là trí nhớ trong kiếp trước hay là kiếp này, sau khi Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt, Bách Túc Thiên Quân mới thành lập thế lực siêu cấp của mình. Ông ta là cổ tiên bác chuyển, không phải huyết mạch hoàng kim. Ông ta làm như vậy, đơn giản chính là sợ các thế lực hoàng kim liên hợp chèn ép. Bách Túc Thiên Quân muốn thành lập thế lực chính đạo, tất nhiên phải tạo dựng mối quan hệ với đám người dược hoàng, phân rõ giới hạn với ma đạo, cho thấy lập trường trận doanh. Bởi vậy, khi dược hoàng đến Đại Tuyết Sơn yêu cầu núi phương thốn, ông ta đã chủ động đi cùng. Nhưng ông ta không nghĩ đến tuyết hồ lão tổ lại hung mảnh như vậy, đánh cho ông ta và dược hoàng tan tác. Đối với tuyết hồ lão tổ mà nói, luyện chế tiên cổ bác chuyển hồng vận tề thiên thật sự là cây to đón gió trước lấy vô số sự ngấp nghé chính đạo các phương đều không muốn ông ta thành công nhất là lầu chân dương bị sụp đổ thế lực chính đạo nghi ngờ và kiên kỵ ma đạo càng nhiều hơn sợ những người này phát triển an toàn nhưng tuyết hồ lão tổ cần rất nhiều tài nguyên mới có thể luyện ra được tiên cổ hồng vận tề thiên ông ta phái cổ tiên ma đạo dưới trướng đi thu thập tiên tài luyện cổ bốn phía phát sinh mâu thuẫn không ít về sau, loại va chạm này sẽ càng nhiều hơn, sinh ra nhiều mâu thuẫn và trở ngại. Lần này tuyết hồ lão tổ ra tay cường thế, động cơ lớn nhất chính là chấn nhiếp giới cổ tiên Bắc Nguyên, loại bỏ mọi chướng ngại trên con đường luyện cổ hồng vận tề thiên của ông ta. Thế cục Bắc Nguyên vốn đã phong ba quỷ quyệt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hiện tại, tuyết hồ lão tổ đánh bại được Dược Hoàng và Bách Túc Thiên quân liên thủ, ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Quả thật đã quét qua bụi bặm, trực tiếp nhảy qua trình tự giao chiến đại quy mô của chính ma, đưa ma đạo lên địa vị cường thế, đạp trên đầu chính đạo. Những ngày kế tiếp, cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên sẽ trở nên phách lối, chính đạo cúi đầu. Đây chính là dư uy của trận chiến này, dẫn đến đại thế tiếp theo của Bắc Nguyên. Phương Nguyên tuổi già thành tinh, nhìn thấy được rõ ràng. Lục chuyển, mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng lại là tầng dưới chót nhất trong giới cổ tiên. Thất chuyển mới là lực lượng trung đẳng đến bác chuyển bình thường đều không vọng động nhất cử nhất động thậm chí chỉ là ngữ điệu vô tâm cũng sẽ mang lại tác động và ảnh hưởng rất lớn cái gì là đại thế mỗi một vị cổ tiên bác chuyển chính là đại thế lục chuyển thất chuyển bình thường chỉ có thể thuận theo đại thế lúc nào ta mới có thể trở thành đại thế như vậy phương nguyên không khỏi sinh lòng hướng đến được rồi phương nguyên lần này chúng ta đến chủ yếu là mang thứ mà ngươi muốn đạt thành giao dịch lần này hiện tại tất cả giao lại cho ngươi lê sơn tiên tử lên tiếng nàng mang đến cho phương nguyên một đám cổ bạch liên cự tầm còn có rất nhiều cổ tinh niệm thì ra sở dĩ đại tuyết sơn biết được vị trí phúc địa đông phương trường phàm chết để lại chính là do phương nguyên cung cấp đông phương trường phàm đoạt xá trùng sinh vừa mới thành tiên không lâu đa số tài nguyên bên trong tiên khiếu hầu như không còn sau khi đông phương trường phàm chết hình thành phúc địa kết hợp chặt chẽ với trời và đất. Trình độ phòng ngự không phải phúc địa công cộng có thể so sánh. Nếu hình thành địa linh, nhất định sẽ có chấp niệm báo thù phương nguyên, hận phương nguyên thấu xương. Tính luôn cả những thế lực đứng đằng sau đang điều tra hắn, hắn không muốn vì tiên cổ tịnh hồn mà hãm mình vào nguy hiểm. Thế là, hắn thông qua Lê Sơn Tiên Tử, nhờ thế lực Đại Tuyết Sơn giúp hắn hoàn thành mục tiêu của mình. Giá trị của một phúc địa rất to lớn. Phương Nguyên và Lê Sơn Tiên tử đạt thành ước định. Phương Nguyên cung cấp vị trí cụ thể của phúc địa, tặng phúc địa này cho Lê Sơn Tiên tử. Còn hắn thì chỉ lấy cổ Bạch Liên Cự Tầm và một số phàm cổ tinh niệm bên trong mà thôi. Về phần những tiên cổ kia, Phương Nguyên từ chỗ Đông Phương Trường Phàm biết được, tất cả đều bị nhất niệm của Đông Phương Trường Phàm hủy đi. Phương Nguyên có được cổ Bạch Liên Cự Tầm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự vui vẻ trong lòng. Đợi đến khi nhìn thấy cổ tinh niệm lại còn nhiều đến năm vạn con rốt cuộc không che giấu được sự vui sướng có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt của hắn năm vạn con cổ tinh niệm đến thật kịp thời thật sự là mưa đúng lúc quá lê sơn tiên tử nhìn mặt mà nói chuyện cố ý ho khan hai tiếng nói chúc mừng ngươi phương nguyên đông phương tộc bị hủy diệt ngươi là người thu hoạch nhiều nhất lấy được hồn phách của đông phương trường phàm không chỉ ngươi có được bộ truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh cơ mật kinh doanh mà Đông Phương Trường Phàm nắm giữ có giá trị cực kỳ to lớn. Huống chi, ngươi cũng đã vơ vét không ít bên trong phúc địa bích đàm. Lê Sơn Tiên Tử nói, không hề che giấu sự hâm mộ của mình. Bởi vì Minh ước tuyết Sơn còn chưa đến thời hạn, chính giữa Minh Hữu phải nói thật. Phương Nguyên bắt giữ hồn phách Đông Phương Trường Phàm cũng không hề giấu giếm. Thật ra cũng không thể giấu được. Rất nhiều dấu vết để lại có thể suy đoán ra chân tướng. Phương Nguyên quyết định trực tiếp thông báo cho Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan, không hề che giấu. Hắn nói, Tiên Tử, ngươi đạt được núi Phương Thốn, đây là vật được ghi chép bên trong nhân tổ truyện, giá trị không hề thua kém ta. Không cần nói những lời nịnh nọt này đâu. Ngươi có đảng hồn Sơn, nên chướng mắt núi Phương Thốn. Ha ha, mọi người đều biết rõ trong lòng, ngươi mới là người thắng lớn nhất trong lần này. Nói đến núi Phương Thốn, Lê Sơn Tiên Tử cười khổ, ta đang muốn nhờ ngươi giúp đỡ đây. Phương Nguyên nghiêm mặt nói, xin rửa tay lắng nghe. Thì ra, Lê Sơn Tiên Tử đã từng ký kết minh ước với Đông Phương Tộc, được xem là minh hữu, không thể công kích lẫn nhau. Nhưng Lê Sơn Tiên Tử vì cướp đoạt núi Phương Thốn, trong quá trình này đã vi phạm lời thề. Mặc dù Lê Sơn Tiên Tử nửa đường chuyển sang tính đạo, nhưng để phòng bị trong lúc vô tình không thể không vi phạm lời thề, nàng đã nhờ một người sáng tạo ra một sát chiêu trụ đạo tiên cấp nếu lê sơn tiên tử vạn nhất làm trái minh ước sát chiêu tiên đạo này sẽ giúp cho nàng tạm hoãn thời gian minh ước phản vệ tộc người tý hon trên núi phương Thống chỉ là quan hệ minh hữu với đông phương trường phàm không phải là vật chân chính thuộc về đông phương tộc dù vậy phản vệ do trái minh ước vẫn rất kinh khủng bản thân lê sơn tiên tử bị trọng thương muốn chống lại sự phản vệ này lòng tin của nàng không đủ thế là hắc lâu lan đã thay lê sơn tiên tử nghĩ ra một cách lúc trước Lê Sơn Tiên Tử ký kết minh ước với Đông Phương Trường Phàm, vận dụng cổ Sơn Minh, thể ước chính là ứng trên núi Phương Thốn. Nếu núi Phương Thốn bị hủy diệt, thể ước sẽ mất hiệu lực. Cứ như vậy, Lê Sơn Tiên Tử sẽ không bị phản vệ. Nhưng núi Phương Thốn bị hủy, Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan Mạo Hiểm trước đó sẽ trở thành lấy giỏ trúc mà mút nước, điều này tất nhiên là không được rồi. Hắc Lâu Lan đã nghĩ ra một cách, sau khi núi Phương Thốn bị hủy, chờ hiệu quả sát chiêu trụ đạo biến mất, phản vệ do trái minh ước phát tác lại mời thái bạch vân sinh ra tay vận dụng cổ giang sơn như cố trùng kiến núi phương thốn như vậy núi phương thốn sẽ khôi phục lại trạng thái như lúc trước mặc dù lê sơn tiên tử và đông phương tộc có minh ước nhưng sau này chỉ cần không xúc phạm đến nữa thì sẽ không sao lê sơn tiên tử linh hoạt tránh được phản vệ do làm trái minh ước lại còn chữa trị được núi phương thốn còn tại sao lại nhờ phương nguyên giúp đỡ hiển nhiên là vì Hắc Lâu lang và Lê Sơn Tiên Tử biết mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, vì thế mới nhờ Phương Nguyên bắt cầu. Phương Nguyên mỉm cười đồng ý, đây đích thật là một diệu kế. Ta đồng ý hợp tác. Còn chuyện thù lao, chúng ta có thể bàn sao? Lê Sơn Tiên Tử vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng có chút trầm xuống, thầm nghĩ, đến rồi. Nàng biết rõ Phương Nguyên mặt dày tâm hắc, trước mắt rõ ràng muốn làm thịt nàng một phen, không khỏi cười khổ gật đầu. Hắc lâu lan ở một bên giường như đã có chuẩn bị, lúc này lên tiếng, phương nguyên, nếu như ta đoán không sai, phúc địa hồ tiên của ngươi sắp có địa tai giáng xuống. Ngươi xem như vậy có được không? Ta sẽ ở lại giúp ngươi bảo vệ phúc địa hồ tiên, đối kháng thiên kiếp, xem như thù lao nhờ Thái Bạch Vân Sinh khôi phục núi phương thốn, như thế nào? Phương Nguyên là nhân vật không khéo đến cỡ nào, lập tức lắc đầu, hai chuyện này, giá trị hoàn toàn khác nhau. Đối với các ngươi mà nói, Cổ gian sơn như cố của Thái Bạch Vân sinh ác không thể thiếu. Nhưng đối với chúng ta, việc vượt qua địa tai là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, phúc địa đại tuyết sơn lúc nào cũng có tuyết hồ lão tổ trấn áp. Hắc lâu là ngươi còn chưa gia nhập phúc địa đại tuyết sơn, chỉ là người ngoài. Có thể nói ngươi không ở lại được chỗ đó. Ngươi muốn dựa vào việc chống đỡ địa tai mà ở lại phúc địa hồ tiên. Ta không thu tiền thuê nhà của ngươi là tốt lắm rồi lại còn dùng cái này làm tiền phí mượn cổ của Thái Bạch Vân Sinh. Lời nói của Phương Nguyên lập tức vạch trần tình huống xấu hổ của Hắc Lâu Lan. Nhưng da mặt của Hắc Lâu Lan vẫn rất dày, chỉ cười ha hả một tiếng, cố gắng thương lượng với Phương Nguyên. Hai bên ngôn từ giao phong, sau một lúc rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Trong khoảng thời gian này, Hắc Lâu Lan sẽ ở lại chỗ của Phương Nguyên, đồng thời việc mua bán đảm thạch cổ sẽ không có phân chia lợi nhuận cho Hắc Lâu Lan. Phúc địa hồ tiên đứng trước địa tai, Hắc Lâu Lan phải toàn lực giúp đỡ Phương Nguyên vượt qua. Cuộc giao dịch hoàn thành, Lê Sơn tiên tử cũng không vội đi, nói đến tiên tài với Phương Nguyên. Phương Nguyên đã thu được rất nhiều tiên tài bên trong đại hội đấu giá. Lê Sơn tiên tử muốn mua lại một ít để ứng phó với nhiệm vụ tuyết hồ lão tổ giao xuống. Lê Sơn tiên tử đạt được núi phương thốn, tuyết hồ lão tổ chỉ mượn xem qua, cũng không lấy của nàng. Sau khi tuyết hồ lão tổ chiến bại hai vị cổ tiên bác chuyển, địa vị của phúc địa đại tuyết sơn nước lên thì thuyền lên. Quy danh trong giới cổ tiên leo lên vị trí đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tuyết hồ lão tổ cho gọi Lê Sơn tiên tử, lấy lý do ông ta ra tay ngăn lại dược hoàng, bảo vệ núi phương thốn, yêu cầu Lê Sơn tiên tử tăng cường cống hiến, giao xuống cho Lê Sơn tiên tử nhiệm vụ thu thập rất nhiều tiên tài. Tình huống của Lê Sơn tiên tử vẫn không tốt gì. Nàng đạt được núi phương thốn, Mặc dù mời được Thái Bạch Vân sinh ra tay khôi phục ngọn núi, nhưng bản thân nàng vẫn còn đang trọng thương. Vốn nàng dựa vào cổ sơn minh mà kiếm lợi được rất nhiều, nhưng bởi vì đã giúp đỡ cho Hắc Lâu Lan, những gì tích lũy được đều tiêu hao, bây giờ đang trong tình huống khô cạn. Một mình tu tiên, hao phí tài nguyên rất nhiều. Rất nhiều cổ tiên không có trụ cột kinh tế, nhập không đủ suất, chỉ có thể vì người khác ra sức, hối hả ngược xuôi mà thôi. Cho dù có trụ cột kinh tế, mua bán chắc chắn sẽ có kiếm có bồi. Loại tình huống lập thể sơn minh, mua bán đảm thạch cổ rất thưa thớt, làm sao có thể phổ cập được. Quan trọng là còn có thiên kiếp địa tai. Một trận giáng xuống, rất nhiều kinh doanh đều hóa thành bọc nước. Sau khi thiên kiếp địa tai qua đi, cổ tiên nhìn thấy tiên khiếu bừa bộn, bình thường sẽ có tâm cho ý lạnh cả một khoảng thời gian. Lê Sơn tiên tử rất có quyết đoán, vừa giúp đỡ bên ngoài, vừa nâng đỡ hắc lâu lan. Hắc Lâu Lan không có nguồn kinh tế, nhu cầu hai người tu hành rất khổng lồ. Tất cả đều dồn hết lên người nàng. Cho dù rất quyết đoán, tài lực cuối cùng cũng đã phải giật gấu vá vai. Nhưng trong tay Lê Sơn tiên tử, ngoại trừ tiên nguyên thạch, vẫn còn không ít vật khác. Rất nhiều tin tức quý báu có giá trị siêu quần. Lê Sơn tiên tử giao thiệp rất rộng, là người thu thập tin tình báo ưu tú nhất. Tiên tài trong tay Phương Nguyên vốn định dùng cho đại hội luyện cổ, nhưng phân lượng tương đối đủ, bán cho Lê Sơn Tiên Tử một ít cũng có thể. Phương Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng yêu cầu sát chiêu tiên đạo trong tay Lê Sơn Tiên Tử. Hắn đã sớm ngấp nghé sát chiêu này từ lâu. Bây giờ chính là cơ hội lừa gạt tốt, hắn tất nhiên là phải nắm chặt. Lê Sơn Tiên Tử nghe xong yêu cầu của Phương Nguyên, thầm nghĩ đối phương quả nhiên là đề nghị thứ này, nhất thời miệng cảm thấy đắng chát. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người cho dù Lê Sơn Tiên Tử không đồng ý thì có thể làm được gì? Thời Tế Vận Đây chính là tên sát chiêu trong tay Lê Sơn Tiên Tử mà Phương Nguyên đã yêu cầu. Sát chiêu tiên đạo này lấy tiên của thời vận làm hạch tâm, cướp đoạt thọ nguyên của người khác, thu hoạch tăng phúc vận đạo cho bản thân. Phương Nguyên có được tiên của thời vận ở Lê Sơn Tiên Tử, đã từng muốn lợi dụng cổ thốn quan âm để thay thế thọ nguyên, đồng thời tiến hành phối hợp với tiên của thời vận, đáng tiếc là kết quả thất bại thống quan âm và tiên cổ thời vận, mặc dù có thể phối hợp lại, nhưng thống quan âm tiêu hao quá nhiều. Về sau, Phương Nguyên muốn suy tính ra sát chiêu tiên đạo, giúp cho cổ thống quan âm tiêu hao ít hơn. Nhưng rồi lại thất bại tiếp. Mặc dù hắn có thể lợi dụng vần sáng cổ trí tuệ, có được linh cảm vô hạn, nhưng suy nghĩ trong đầu quá ít. Cổ ác niệm, cổ ước niệm vẫn đang được luyện ra, nhưng không đủ để tiêu hao, hàng tồn thưa thất. Cho dù có đầy đủ suy nghĩ, cảnh giới trụ đạo của phương nguyên cũng không đủ muốn hái được trái cây thành công hy vọng hết sức xa vời nhưng phương nguyên biết trong tay lê sơn tiên tử có một sát chiêu tiên đạo lấy tiên của thời vận làm hạch tâm nếu vận hành tốt trụ cục kinh tế không thua gì cổ sơn minh thế là phương nguyên nhân cơ hội ngàn năm có một này trực tiếp yêu cầu sát chiêu tiên đạo đó sau khi có được hắn lập tức xem xét một phen trong lòng hơi kinh ngạc vội hỏi lê sơn tiên tử ngươi từ đâu lấy được sát chiêu này điều này không thể tiết lộ mặt lê sơn tiên tử lạnh tanh tâm trạng không được tốt phương nguyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng nàng lại có việc cầu người đành phải thỏa hiệp cấu trúc của sát chiêu này ta cảm thấy rất quen chẳng lẽ là của tán tu dạ tử của bắc nguyên trong cuộc đại chiến ngũ vực người này rất nổi tiếng bản thân ông ta là một chi sĩ ẩn cư không màng thế sự Kết quả khi cổ tiên Bắc Nguyên và Trung Châu bộc phát đại chiến, cuộc chiến đã liên lụy đến chỗ ở của ông ta, khiến cho ông ta giận dữ ra tay, thoáng một cái bắt sống được ba vị cổ tiên. Bắc Nguyên mời ông ta rời núi tương trợ, ông ta không chịu, nhưng trở ngại trận doanh, liền tặng cho cổ tiên Bắc Nguyên sát chiêu trụ đạo để dùng hộ thân. Tên của sát chiêu nghe rất lạ, lại rất ngắn, chỉ có một chữ. Sau đó không lâu đã truyền khắp ngũ vực. Kiếp trước của Phương Nguyên càng như sấm dội bên tai, tên là Khải. Hiệu quả sát chiêu chính là kéo dài thương tổn, chừa lại một khoảng thời gian giúp cổ tiên tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Ví dụ, trên người cổ tiên gieo xuống một chữ Khải, lại chịu một vết thương trí mạng nào đó, nhưng vết thương sẽ không lập tức phát tác, có thể trì hoãn một khoảng thời gian sau mới bộc phát. Như vậy, cổ tiên sẽ có cơ hội tìm kiếp sự trợ giúp hoặc chạy trốn. Sau khi có được cơ hội thở dốc sẽ tự cứu chính mình, cũng có thể chạy trở về chỗ chiến hữu của mình, được người khác giúp đỡ. Cho dù chết, người đó cũng có thể đem tài nguyên tu hành của mình giao cho hậu bối gia tộc, phúc địa được che giấu, không bị chiếm đoạt một cách không công. Mặc dù chiến lực của tiên Bắc Nguyên không tầm thường, nhưng số lượng lại ít hơn Trung Châu. Trung Châu đánh đòn phủ đầu, bố trí trong bóng tối, trước giết chết một nhóm cổ tiên Bắc Nguyên, dẫn đến Bắc Nguyên bị rơi vào thế hạ phong, liên tiếp tan tác. Nhưng Khải xuất hiện, giúp cho thương vong của Bắc Nguyên giảm xuống, ảnh hưởng rất lớn đến chiến cuộc. Cuối cùng, hai bên Trung Châu và Bắc Nguyên giằng co, khiến cho kế hoạch tấn công nhanh Bắc Nguyên của Trung Châu phải thất bại. Nếu thật sự là giả dạ tử, vậy sát chiêu tiên đạo có thể giúp cho Lê Sơn tiên tử trì hoãn lời thề phản vệ chỉ sợ sẽ là khải. Đúng là không thể xem thường quan hệ của Lê Sơn tiên tử được. Lại có thể mời được vị tán tu này ra tay, không biết đã bỏ ra cái giá như thế nào. Phương Nguyên càng lúc càng cảm thấy có khả năng này. Trong giới cổ tiên có rất nhiều dấu chân ẩn tàng, không lộ tung tích, không tham chiến, một mình ẩn cư tu hành. Cho dù rất nhiều người thu được rất nhiều thành tựu kinh người, đến khi chết thế nhân cũng không biết. Ví dụ như chủ động thiên phồn tinh. Lúc còn sống ẩn tàng rất sâu, thanh danh cũng không hiển hắc. Cho đến khi động thiên phồn tinh bị bại lộ, lúc này mới bộc lộ được tu vi cao thâm của ông ta. Số lượng cổ tiên thật ra không ít. Lục chuyển, thất chuyển, thậm chí bác chuyển đều có. Ít ra Phương Nguyên biết, cổ tiên bác chuyển Bắc Nguyên vượt qua con số 5, chỉ là họ che giấu tung tích mà thôi. Phương Nguyên chợt nghĩ đến Tử Sơn chân quân. Vị cổ tiên thần bí này, cho dù trong cuộc loạn chiến ngũ vực vẫn không hề để lộ tung tích. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, giang hà vạn vạn, cường giả thiên hào sao mà nhiều quá thay. Lê Sơn tiên tử từ đầu đến cuối đều không để lộ tin tức giả tử mặc dù cuộc giao dịch này phải trả một cái quá đắt nhưng chung quy nàng vẫn đạt thành mục đích ban đầu lê sơn tiên tử mang theo một số tiên tài trở lại phúc địa đại tuyết sơn một khoảng thời gian sau đó nàng chuyên tâm dưỡng thương giải quyết phản vệ do vi phạm minh ước đồng thời thu thập phương pháp nuôi dưỡng tộc người tí hon thu được lợi ích trong thời gian nhanh nhất còn hắc lâu lan thì vẫn lưu lại phương nguyên dẫn nàng bay nhanh một lát sau đã đến nơi hai người từ trên cao quan sát xuống chỉ thấy trên một đại địa xanh ung ba công trình kiến trúc đen xám đứng sừng sững đây chính là ba thạch tổ bên trong phúc địa hồ tiên bên trong thạch tổ có vô số phòng mỗi phòng ít nhất có một mao nhân đang không ngừng luyện cổ khí thế ngất trời hắn đã dựa vào công nghệ sản xuất dây chuyền ở địa cầu mà tạo ra căn cứ luyện cổ cỡ lớn như vậy trình tự để luyện một con cổ trùng chia thành mấy chục thậm chí mấy trăm giai đoạn hắn để một mao nhân phụ trách một giai đoạn luyện chế không những có thể giữ được bí mật cổ phương hơn nữa còn có thể nâng cao trình độ thuần thục xác suất thành công khi luyện cổ cũng cao hơn dưới đáy thạch tổ từng cổ khí nang liên tiếp được sản xuất đương nhiên thỉnh thoảng bên trong phát sinh vụ nổ hoặc lớn hoặc nhỏ thậm chí còn hình thành hỏa hoạn toàn thân mao nhân bị ngọn lửa bám dính phát ra tiếng kêu thảm nhưng tiếng kêu thảm này tuyệt sẽ không truyền đi quấy nhiễu mao nhân khác luyện cổ mỗi một gian phòng đều có bố trí cách âm không chỉ phòng ngừa người ta quấy nhiễu, đồng thời ngăn cách mao nhân giao lưu với nhau, tăng cường độ quản lý để bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn luyện cổ. Luyện cổ đương nhiên sẽ có nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm còn không thấp hơn tác chiến. Nhưng một khi phát sinh vụ nổ ngoài ý muốn, trong phòng lập tức sẽ có cổ trùng bay ra, phun nước dập lửa, cứu chữa vết thương. Luyện cổ thất bại, phản vệ sẽ làm tổn thương mao nhân, bảo vệ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi vẫn có một số cái giá phải trả cho việc thất bại chính là tử vong hoặc não héo rút tinh thần sụp đổ tay chân không còn rốt cuộc không thể luyện chế cổ trùng được nữa thương thế nhẹ phương nguyên còn cứu chữa được nhưng thương thế quá nặng trở thành người thực vật cái giá bỏ ra để trị liệu quá lớn phương nguyên sẽ bỏ qua cho bọn họ chết một cách không đau đớn cổ là thiên địa thật tinh phàm cổ ẩn chứa đạo lý pháp tắc tiên cổ thì là mảnh vỡ đại đạo luyện cổ dính đến đại đạo pháp tắc giao hòa nhau, còn muốn huyền diệu hơn so với thay đổi hóa học, càng nguy hiểm hơn so với xử lý thuốc nổ. Phương Nguyên đứng trên không trung, quan sát một lát, đã có hơn 10 mao nhân luyện cổ thất bại. Có người bị thương, nhưng cũng có một số người chết ngay tại chỗ. Hắn không khỏi thở dài, vấn đề tổn thất mao nhân ngày càng rõ hơn. Nô lệ mau nhân là nô lệ có giá cao nhất, thậm chí còn đắt hơn cả cổ sư nhân tộc. Điều này có chút khó tin. Tại sao giá của người còn thấp hơn cả ma nhân? Thật ra câu hỏi này rất dễ giải đáp. Người là vạn vật chi linh, lòng người dễ thay đổi, lại không dễ khống chế. Tư duy của dị nhân đơn giản hơn. Phương Nguyên có thể khống chế nhiều ma nhân như vậy, hết ngày lại đêm tiến hành luyện cổ. Mỗi ngày chỉ cho bọn họ một khoảng thời gian có hạn, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ thì không còn bất kỳ hoạt động giải trí nào khác. Nếu đem những mau nhân này đổi lấy cổ sư nhân loại, cổ sư nhân loại tuyệt không làm được như vậy. Cổ sư nhân loại phải lao động với cường độ cao, không được nghỉ ngơi, không được giải trí, nhất định sẽ oán khí phi thiên, sinh lòng phản kháng. Bố trí bên trong thạch tổ rất đơn giản, không ngăn nổi trí tuệ của con người. Nhất định sẽ bị bọn họ âm thầm phá hư, hoặc cấu kết lẫn nhau. Đợi đến khi bọn họ cảm thấy thời cơ chín mùi, lập tức sẽ phản kháng, dùng vũ lực để tạo phản cho nên phương nguyên tình nguyện bỏ giá cao để mua nô lệ mao nhân chứ không đánh chủ ý lên nô lệ cổ sư lê sơn tiên tử trăm phương nghìn kế cũng phải lấy được núi phương thốn không những vì trên núi phương thốn có nguyên liệu luyện cổ hiếm có hơn nữa còn là đại bản doanh của tộc người tí hon khống chế tộc người tí hon còn có được lợi lớn bằng không tên cáo già đông phương trường phàm sẽ không ký kết minh ước với tộc người tí hon trước kia ta không cảm nhận được sự tổn thất thảm trọng của mao nhân bởi vì quy mô mà ta làm khá nhỏ. Hiện tại đã có ba thạch tổ, công việc luyện cổ lại vô cùng gian khổ, cho nên vấn đề càng lúc càng rõ ràng. Cứ tiếp tục kéo dài, không có sự thay đổi, vấn đề sẽ ngày càng lớn hơn. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Hắc Lâu Lan đề nghị, Phương Nguyên, tổn thất mao nhân hơi lớn đấy. Một tháng qua, chỉ sợ đã có hơn 100 mao nhân mất mạng. Cẩn thận tính toán lại, số lượng khiến người ta phải đau lòng. Nếu có thể giảm bớt được con số này, chi phí bỏ ra sẽ giảm xuống. Việc buôn bán đảm thạch cổ sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Nếu nàng không bị Phương Nguyên kéo vào, tham gia vào việc mua bán đảm thạch cổ, chỉ sợ nàng sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ việc mua bán đảm thạch cổ liên quan đến lợi ích của Hắc Lâu Lan, cho nên nàng phát hiện được vấn đề, lập tức nói ra ngay. Phương Nguyên gật đầu, phải giải quyết vấn đề khó khăn này mới được nó sẽ xuất phát từ hai phương diện. Thứ nhất chính là thay đổi cổ phương, giảm bớt nguy hiểm, thay đổi một số trình tự nhỏ, giúp cho mỗi một bước càng thêm an toàn, xác suất thành công cao hơn. Thứ hai chính là nuôi tộc mao nhân, không cần bỏ giá cao để mua. Hắc Lâu lang lắc đầu, phương pháp thứ nhất quá khó. Cổ phương vốn là thiên truy bách luyện. Muốn trên cơ sở này cải tiến cổ phương, chia nhỏ trình tự, khó lắm. Tốn hao tinh lực đầu nhập tài nguyên thí nghiệm chỉ sợ không phải là con số nhỏ nàng hoàn toàn không chút xem trọng việc thay đổi cổ phương thật tình nàng không biết trong tay phương nguyên có cổ trí tuệ mặc dù không thể trực tiếp sử dụng nhưng nhờ vần sáng trí tuệ hắn sẽ có được linh cảm vô hạn đối với phương nguyên mà nói độ khó trong việc thay đổi cổ phương nằm ở chỗ hắn phải có đủ suy nghĩ để tiêu hao điều này phương nguyên đương nhiên sẽ không nói ra chỉ nói phương pháp thứ hai cũng không dễ dàng trong tay ta không có bất kỳ phương pháp nuôi dưỡng mao nhân nào. Bên ngoài có bán cũng chỉ bán mao nhân nam, rất ít khi bán mao nhân nữ hoặc trẻ nhỏ. Chính là để phòng ngừa cổ tiên khác nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng dị nhân mao nhân còn khó hơn nuôi mảnh thú và trồng cây. Quốc nạn ở chỗ dân đa trí. Mặc dù câu nói này bất công, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Trí tuệ càng nhiều lại càng khó khống chế. Phương Nguyên biết rất rõ, với nội tình của hắn muốn nuôi dưỡng mao nhân nhất định sẽ mất cả chì lẫn chài điều này trí nhớ kiếp trước hoàn toàn không mang lại bất kỳ trợ giúp nào hắn mơ hồ nhớ kỹ khi còn sống ở trái đất hắn nuôi một đàn cá vàng không những không thay nước cung cấp dưỡng khí lại cho ăn nhiều hai ba ngày đầu tiên đàn cá chết một nửa nửa tháng sau đàn cá chết sạch nuôi mao nhân đương nhiên còn muốn khó hơn nuôi cá vàng tập tính mao nhân hoàn cảnh sinh hoạt đều cần phải chú ý Phương Nguyên đã từng nuôi qua người đá, tộc người đá bên trong phúc địa Hồ Tiên đang ngày càng lớn mạnh. Nhưng bởi vì có đảm thạch cổ, có thể giúp cho hồn phách người đá tăng vọt, nhanh chóng sinh sôi đời sau. Cho nên, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn gian lận. Nếu để cho Phương Nguyên nuôi người đá, ha ha, hai ba năm sau, mặc kệ người đá nhiều ít bao nhiêu, đoán chừng đều chết sạch. Đương nhiên, kinh nghiệm tâm đắc nuôi mau nhân có thể mua từ những cổ tiên khác. Lúc trước Phương Nguyên nuôi cỏ tinh tiết, cũng chính là mua được tâm đắc từ những cổ tiên khác. Nhưng giá trị của hai cái này quả thật khác nhau một trời một vực. Muốn mua kinh nghiệm tâm đắc nuôi mau nhân, cái giá phải trả rất nặng nề. Ví dụ như trên trái đất, anh muốn thu mua một xí nghiệp nằm trong top 100, cái giá anh cần bỏ ra phải tốn bao nhiêu. Phương Nguyên không ăn không uống, dựa vào tốc độ kiếm tiền của hắn, cũng phải tích lũy rất nhiều năm. Bây giờ, bên trong kho tàng của ta, tiên nguyên thạch chỉ có hai ba chục khối. Mặc dù có được Long Ngư, nhận trường hận, u hỏa Long Mãn, lại từ hồn phách đông phương trường phàm vơ vét được phương pháp nuôi dưỡng nhưng cũng phải đầu tư. Cho dù có đầu tư, cũng không thể trực tiếp bán vào bảo hoàng thiên, còn phải chuyển sang tiêu thụ chỗ khác. Dù sao ta cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Phương Nguyên cười khổ. Một câu, tiền cảnh quang minh, tình cảnh lúng túng. Phương Nguyên loại bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu, nói với hắc lâu lan được rồi ta sẽ nói với tiểu hồ tiên an bài ta không đưa ngươi xuống trong khoảng thời gian đến ngươi sẽ ở lại thạch tổ ta đã ra lệnh bây giờ ba thạch tổ đều dùng để luyện cổ khí nang ngươi hãy hiệp trợ nhiều hơn đợi địa tai đến cần ngươi ra tay ta sẽ gọi ngươi hắc lâu lan nghe xong lập tức cảm thấy không ổn nghe giọng điệu của phương nguyên hoàn toàn xem nàng là người làm công để sai khiến Phương Nguyên thấy sắc mặt của nàng khó coi, cũng không biểu hiện gì, chỉ làm như không thấy. Không nghiền ép ra được giá trị lớn nhất của Hắc Lâu Lan, làm sao giống với phong cách của hắn chứ? Sắp xếp xong xuôi cho Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên quay lại hành cung đảng hồn. Hắn mở cửa xuống mật thất, một lần nữa nhìn thấy hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Hồn phách đã uể oải vô cùng, vẫn luôn bị giam cầm ở đây, nhìn thấy Phương Nguyên cũng không thèm nhúc nhích phương nguyên cố ý để cho hồn phách của đông phương trường phàm vô cùng yếu ớt hắn thật sự không dám khinh thường vẫn luôn đề phòng tên cáo già này nhưng bây giờ muốn sư hồn lần nữa nhất định phải tiếp tế lúc này phương nguyên bóp nát mấy con cổ khí nang để hồn phách đông phương trường phàm sử dụng đảm thạch cổ hồn phách nhanh chóng khôi phục trong chớp mắt đã khôi phục hơn phân nửa phương nguyên duỗi quái trảo ấn vào hồn phách tiến hành sư hồn Đông Phương Trường Phàm cũng chẳng chút phản kháng. Dù sao Phương Nguyên đã tìm được những gì cần tìm. Ông ta đối với Phương Nguyên mà nói cũng chẳng còn bí mật gì. Ông ta giống như đã nhận mệnh chịu thua, nản chí mà chết. Một nhân vật truyền kỳ rơi vào tình huống như thế khiến người ta phải thổn thức. Phương Nguyên vẫn cẩn thận như cũ. Sau khi sư hồn kết thúc, hắn kiểm tra lại bố trí cổ trùng trong mật thất, để phòng ngừa sơ hở ngoài ý muốn, không lưu lại chút xíu hy vọng nào cho hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. Những động tác này, hồn phách Đông Phương Trường Phàm đều nhìn thấy, trong lòng quả thật lạnh thấu xương. Ông nghĩ không biết tại sao ông ta lại rơi vào tay một người như vậy. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hoàn toàn không có chút sinh cơ. Cùng với tuyệt vọng, trong lòng ông ta ngược lại sinh ra sự thưởng thức. Trên người Phương Nguyên, Đông Phương Trường Phàm giống như nhìn thấy bản thân ông ta phương nguyên rời khỏi mật thất đóng cửa thật kỹ lại cẩn thận kiểm tra trước cửa một phen sau khi xác nhận không có gì sai mới quay trở lại đại điện ông ta ngồi xếp bằng trên giường tinh niệm bốc lên trong đầu chìm vào trầm tư đông phương trường phàm không còn bí mật nào trên người trên cơ bản đã bị ép khô nhưng phương nguyên giữ lại ông ta chủ yếu là muốn mưu đồ núi phương thốn trước mắt mặc dù núi phương thốn thuộc về lê sơn tiên tử trở ngại minh ước tuyết sơn Phương Nguyên hoàn toàn không có cách cướp đoạt. Nhưng Minh ước cũng không phải là không thể nghĩ biện pháp. Ví dụ như sát chiêu trụ đạo, có thể kéo dài tổn thương của Lê Sơn Tiên Tử. Hơn nữa, Minh ước cũng có thời hạn. Đông Phương Trường Phàm và núi Phương Thốn đã từng thành lập qua Minh ước. Từ chỗ Đông Phương Trường Phàm, Phương Nguyên biết được Minh ước này là lợi dụng cổ sơn Minh ứng trên núi Phương Thốn. Minh ước giữa hai bên cũng không phải chỉ có Đông Phương Trường Phàm và cổ tiên Tý Hon mà là toàn bộ đông phương tộc và tộc người tý hon tộc người tý hon lê sơn tiên tử nhất định sẽ muốn nuôi dưỡng từ đó lợi dụng như vậy hồn phách của đông phương trường phàm sẽ còn có giá trị thẳng dư là một lợi khí rất lớn chỉ là lợi khí này tạm thời không thể lợi dụng có lẽ trong tương lai hoàn toàn không có cơ hội để lợi dụng nhưng phương nguyên vẫn giữ lại xem như lo trước khỏi họa bây giờ hắn đang nghĩ đến cổ bạch liêm cự tầm Lần này hắn sư hồn Đông Phương Trường Phàm chính là vì cổ Bạch Liên cự tầm. Một lần nuôi tiên cổ tịnh hồn cần đến huyết nhục của mấy vạn con cổ Bạch Liên cự tầm, nhưng Phương Nguyên lại không có được con số này. Mặc dù trước đó hắn đã từng điều tra, lần này Phương Nguyên xem như đã có thể xác nhận, Đông Phương Trường Phàm đạt được cổ Bạch Liên cự tầm chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỗ đó là một hang động tự nhiên, cấu tạo rất tinh xảo, ngoài ý muốn tạo thành hoàn cảnh sinh tồn cho cổ Bạch Liên cự tầm đồng thời đông phương trường phàm bắt giữ số cổ trùng này không hề bỏ sót một phần trong đó đã có tác dụng quan trọng trong đại trận hư hóa của ông ta số còn lại là nằm trong tay phương nguyên hiện tại trước mặt phương nguyên có hai lựa chọn một là nhờ số lượng cổ bạch liên cự tầm có hạn trong tay lấy ra nghiên cứu tiến hành thí nghiệm đẩy ngược cổ phương thậm chí còn đẩy ngược ra được phương pháp nuôi dưỡng cổ bạch liên cự tầm nếu phương pháp này thành công trong lương lai hắn sẽ có nguồn cổ bạch liên cự tầm liên tục một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng nếu thất bại số cổ bạch liên cự tầm này sẽ tiêu hao hết trong việc thí nghiệm số lượng nuôi nấng ban đầu không đủ số còn dư lại nhét kẻ răng cũng không được tiên cổ tịnh hồn sẽ chết đói một sự lựa chọn khác chính là trực tiếp nuôi nấng không quan tâm đến nghiên cứu tính toán lâu dài nhưng cho dù vậy số lượng cổ bạch liên cự tầm vẫn không đủ nhiều nhất cũng chỉ giúp tiên cổ tịnh hồn thoát khỏi chết đói, nằm giữa trạng thái nửa no nửa không no. Phương Nguyên vốn còn ôm hy vọng hảo huyền từ Đông Phương Trường phàm, hy vọng từ địa phương mà ông ta có được cổ bạch liên cự tầm tìm được chút manh mối, nhưng sau khi sưu hồn, ảo tưởng của hắn đã sụp đổ. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, mở hai mắt ra, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thôi được rồi, ta có lý do ổn thỏa để nuôi đám cổ này. Cổ tịnh hồn đã đói rã rời, nếu còn kéo dài thêm nó sẽ bị chết đói mất còn lần nuôi tiếp theo chỉ có thể chờ trong tương lai mà thôi phương nguyên là ma đạo thích mạo hiểm nhưng không phải mạo hiểm mù quáng hắn cần phải cân nhắc đến lợi ích và nguy hiểm ông tâm lý may mắn tự cho mình vận khí không tệ hiện thực tàn khốc thường sẽ dạy cho họ đến đầu rơi máu chảy mặt mũi bầm dập cổ tịnh hồn nằm bên trong tiên khiếu của phương nguyên nó to bằng cái nắm tay của người trưởng thành chẳng khác nào một con nòng nọc, toàn thân xám trắng khô quắc, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, vận dụng sức mạnh cổ trùng, xé cổ bạch liên cự tằm, lấy huyết nhục đưa đến trước mặt tiên cổ tịnh hồn. Cơ thể tiên cổ tịnh hồn hơi lay động, nhưng không có khí lực để ngồi dậy ăn. Phương Nguyên đành phải đưa huyết nhục đến miệng tiên cổ tịnh hồn. Tiên cổ tịnh hồn hơi động đậy một chút, sau đó bình tĩnh lại, từng ngụm nuốt huyết dịch vào người. Một lát sau, huyết dịch hấp thu vào bụng, rốt cuộc đã giúp cho nó có chút khí lực, miệng mở lớn hơn nữa, bắt đầu nhấm nuốt huyết nhục của cổ bạch liên cự tầm. Nó ăn càng lúc càng nhiều, cơ thể khẳng kheo đã phình lên như quả khinh khí cầu, dần dần khôi phục lại sự mượt mà. Cơ thể xám trắng phát ra chút ánh sáng ảm đạm. Khi toàn bộ cổ bạch liên cự tầm đều bị giết hết, huyết nhục cung cấp cho tiên cổ tịnh hồn làm thức ăn, tiên cổ tịnh hồn đã không còn trạng thái mất tinh thần như trước đó, đã có thể bay tung tăng khắp nơi. Nó giống như con nòng nọc xám trắng, cái đầu tròn trịa giống như quả khinh khí cầu được thổi một nửa. Cái đuôi không ngừng vung vẩy, bay một chậm rãi, chẳng khác nào người già, hữu khí vô lực. Cái miệng của nó đã chiếm một nửa cái đầu, lúc này đã có thể mở ra toàn bộ, phát ra âm thanh ấp úng. Phương Nguyên biết, đây là nó bất mãn, nó còn muốn ăn. Đáng tiếc cổ bạch liên cự tầm đã hết sạch, không còn một con. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn được tiên cổ tịnh hồn, nhưng Phương Nguyên vẫn thở vào một hơi. Ít ra tiên cổ tịnh hồn đã tạm thời thoát khỏi trạng thái chết đói. Trước đó, Phương Nguyên đã định bỏ qua nó, nhưng bây giờ nó vẫn còn sống, xem như tất cả đều vui vẻ. Quan trọng hơn, chính là tranh thủ được thời gian quý báu. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng hoàn toàn có khả năng nắm giữ. Tiên cổ tịnh hồn còn chưa ăn no, Phương Nguyên vẫn giữ lại nó, cũng không sử dụng, tạm thời giải quyết được vấn đề khó khăn nuôi dưỡng tiên cổ tịnh hồn, Phương Nguyên thở vào một hơi, cũng không nghỉ ngơi. Hắn tranh thủ thời gian chạy xuống hang động dưới lòng đất. Hang động dưới lòng đất đang có một khu rừng Linh Chi. Linh Chi vương cao hơn hai trượng, gần chạm đỉnh động. Lá Linh Chi giống như một cái ô lớn, bao trùm xung quanh. Khi Phương Nguyên đến, hắn phát hiện cổ trí tuệ đang bay múa xung quanh gốc Linh Chi vương, giống như một đứa bé đang chơi đùa, chợt cao chợt thấp giữa không trung khi thì va chạm với thân linh chi nhưng bị cơ thể co giãn của linh chi bắn bay ra ngoài trong lòng phương nguyên hơi động trong tay hắn có không ít tiên cổ nhưng so sánh với cổ trí tuệ cửu chuyển cổ trí tuệ dường như có linh tính nhiều hơn vô cùng không tầm thường hắn nhớ đến nhân tổ truyện cổ trí tuệ cổ sức mạnh thậm chí có thể nói chuyện với nhân tổ đương nhiên khả năng đây chỉ là thủ pháp khoa trương của ngụ ngôn mà thôi nhưng phương nguyên biết cổ trí tuệ đích thật có thể giao tiếp bởi vì có thể giao tiếp hắn mới trong thời khắc mấu chốt phúc địa vương đình bị hủy diệt mà mang cổ trí tuệ đi bây giờ còn có thể dùng vần sáng trí tuệ của nó nhìn thấy phương nguyên đến cổ trí tuệ không bay múa nữa mà đậu trên nhánh linh chi vương đợi sau khi phương nguyên tìm được một cây linh chi thấp bé làm thành ghế ngồi cổ trí tuệ mới lẳng lặng, lặng tản ra vần sáng trí tuệ bao phủ phương nguyên phương nguyên thôi động cổ tinh niệm Cổ Tinh Niệm là cổ tiêu hao. Nương theo sự tiêu hao của cổ Tinh Niệm, suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên không ngừng được sinh ra. Nhất thời, từng luồng tinh quang sáng lên trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, nó biến thành một bầu trời đêm, vô số ngôi sao đang xen, đẹp không sao tả xiết. Phương Nguyên thử suy tính. Lập tức, tinh niệm trong đầu kích động hẳn lên, giống như nước nóng đang đổ vào một cái bồn lớn. Tinh đấu hoành không, tinh quang sáng chói từng cái đụng vào nhau sau đó bắn ra linh cảm vô hạn cơ biến vô song đủ loại đáp án quá trình phức tạp trong khoảnh khắc được đúc thành trong đầu phương nguyên chợt ngưng lại hai mắt mở ra ánh mắt hiện lên sự vui mừng vừa nãy hắn chỉ mới thử một chút truyền thừa trí đạo quả nhiên không làm hắn thất vọng ngược lại còn huyền diệu hơn so với tưởng tượng một chút truyền thừa trí đạo của đông phương trường phàm quả nhiên vô cùng am hiểu suy tính tinh niệm dùng bền cực kỳ tính toán sơ bộ một tinh niệm có thể thay thế được ba bốn ác niệm ước niệm phương nguyên âm thầm ước tính trong đầu bên trong trí đạo chia thành ba phần niệm ý tình phân loại niệm thôi cũng đã hàng nghìn hàng vạn loại phân chia niệm đều có ưu khuyết ví dụ như ác niệm am hiểu tính toán người khác ước niệm thì đào mốc nội dung bên trong trí nhớ nhưng dùng những thứ này để suy tính sự vật cũng rất bình thường tinh niệm không am hiểu tính toán người khác cũng không tin thông đào móc nội dung trong trí nhớ nhưng dùng để suy tính thì lại rất dễ dùng một tinh niệm có thể thay thế được ba bốn ý niệm khác tỷ lệ này thì có vẻ không đáng chú ý cho lắm nhưng ngẫm lại mỗi lần suy tính cổ phương tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo cần tiêu hao bao nhiêu suy nghĩ chứ sau khi cơ số được phóng đại chênh lệch sẽ ngày càng to lớn hàng trăm hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn thậm chí là mấy chục vạn mấy trăm vạn suy nghĩ bị tiêu hao ưu thế dùng tinh niệm để suy tính trở nên vô biên. Có thể nói, tinh niệm truyền thừa trí đạo là phương pháp thích hợp với phương nguyên bây giờ. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ hận suy nghĩ của mình không đủ nhiều. Vần sáng trí tuệ tiêu hao suy nghĩ cực kỳ kịch liệt. Suy nghĩ nhiều bao nhiêu cũng có thể tiêu hao hết. Kế hoạch cần suy tính trong đầu phương nguyên vốn có rất nhiều. Đầu tiên là suy tính sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết. Trước đó hắn chưa thành công, chỉ hoàn thành được một phần nhỏ thứ hai là hoàn thiện tiên cổ huyết thần tử cũng không thành công thứ ba là suy tính sát chiêu tiên đạo dùng tiên cổ thời vận phối hợp với phàm cổ thốn quan âm giảm bớt sự tiêu hao của thốn quan âm tăng phúc vận khí tạm thời cho bản thân lúc trước vương nguyên đã thử qua nhưng cũng đã hoàn toàn thất bại nguyên nhân là do cảnh giới trụ đạo không đủ hiện tại cũng không cần suy tính nữa bởi vì phương nguyên đã từ trong tay lê sơn tiên tử có được sát chiêu tiên đạo thời tế vận thứ tư là đem hai con tiên cổ bạc sơn và kéo sông dung nhập vào sát chiêu tiên đạo vạn ngã tăng cường uy năm vạn ngã thứ năm là cải tiến cổ phương luyện chế cổ khí nang chia nhỏ trình tự giảm bớt phong hiểm trong quá trình luyện cổ giảm bớt hao tổn của mao nhân phương nguyên hít sâu mấy lần dần dần lắng lại tâm cảnh sát chiêu gặp mặt giống như quen biết phải được ưu tiên suy tính đầu tiên bởi vì phương nguyên muốn ra ngoài hành tẩu nhất định phải có sát chiêu ngụy trang tiên cấp phòng ngừa bại lộ thân phận cổ phương cải tiến cổ khí nang cũng không phải là việc quá cấp bách tương lai phương nguyên sẽ có kế hoạch luyện cổ đại quy mô nhất định không chỉ có cổ khí nang cổ ác niệm cổ ước niệm cổ tinh niệm mà thôi về phần huyết thần tử đó chỉ là kế hoạch lâu dài thậm chí không có cũng được dù sao hiện tại phương nguyên đi theo lực đạo dự định tu hành trụ đạo hoặc trí đạo không cần phải phát triển con đường huyết đạo đổi lại lúc trước phương nguyên đương nhiên sẽ lấy suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết làm chủ nhưng bây giờ địa tai của phúc địa hồ tiên sắp đến phương nguyên ưu tiên cân nhắc lại chính là dung nhập tiên cổ bạc sơn vào trong sát chiêu vạn ngã phương nguyên nhắm chặt hai mắt bình tĩnh lại toàn lực suy tính tinh huy trong đầu tranh nhau đáp lại vô số tinh niệm sôi trào thời gian trôi qua nửa canh giờ hai canh giờ nửa ngày một ngày, hai ngày. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Phương Nguyên mới mở hai mắt ra. Cho dù là cơ thể tiên cương, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cuộc ta cũng đã thành công dung nhập tiên cổ Bạc Sơn vào sát chiêu vạn ngã. uy năng của vạn ngã tăng vọt một thành. Nếu đối phó cổ tiên thổ đạo hay sơn xuyên vẫn thạch gì đó, hiệu quả sẽ càng tăng vụt, tăng thêm hai thành uy lực. Phương Nguyên lại kiểm tra cổ tinh niệm. Cổ tinh niệm bên trong tiên khiếu vẫn còn gần 4 vạn con. Cổ tinh niệm vốn có hơn 5 vạn con. Nói cách khác, lần suy tính này hắn chỉ hao hơn một vạn con cổ tinh niệm mà thôi. Cổ tinh niệm quả nhiên dùng tốt. Đương nhiên, dùng tốt chính là dùng để suy tính sự vật. Dùng tinh niệm mưu hại người khác, suy nghĩ âm mưu, vẫn là ác niệm có hiệu quả tốt hơn. Phương diện khơi gợi ký ức, cổ tinh niệm cũng không dùng tốt bằng cổ ức niệm. Mặc kệ là cổ tinh niệm, cổ ước niệm, cổ ác niệm, hắn cần phải luyện thêm, trữ hàng thật nhiều. Đại kế của hắn toàn gánh nặng đường xa. Tính toán thời gian, vẫn chưa đến thời gian phúc địa hồ tiên độ kiếp. Nhưng nếu dùng thời gian này để suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết thì lại không đủ, suy tính không ra manh mối gì. Phương Nguyên quyết định trở lại hành cung đảng hồn, tiếp tục nghiên cứu truyền thừa trí đạo. Nội dung của truyền thừa trí đạo rất bao la, bao gồm mấy trăm cổ phương phàm cổ, hơn 10 cổ phương tiên cổ, mấy chục loại sát chiêu phàm đạo, gần 10 sát chiêu tiên đạo, liên quan đến công thủ, tiến thoái, cất giữ, trị liệu. Ngoài ra còn có đủ loại thủ pháp, kỹ xảo trí đạo. Ví dụ như bí thuật mở rộng không gian tu hành trong não hải, cải tạo trái tim, pháp môn hình thành tâm hồn độc đáo. Còn có thường thức thiên văn địa lý, bản đồ phân bố tài nguyên ngũ vực, thế lực đại khái ở Bắc Nguyên cùng với đủ loại nguy hiểm có thể tao ngộ trong quá trình tu hành cùng với cách hóa giải. Trọng điểm còn có nội dung cổ sư thăng tiên, giải thích các loại thiên kiếp địa tai và cách ứng đối. Đương nhiên còn có các lưu phái khác như vũ đạo, kim đạo, viêm đạo, trụ đạo. Những lưu phái này có ưu khuyết gì, có nhu cầu gì? Nếu đối chiến bình thường thì ứng phó ra sao? Còn có thảo luận phương pháp nghiên cứu kinh doanh, làm thế nào để kinh doanh phúc địa cổ tiên, giúp cho bản thân sinh tồn, tu vi không ngừng tinh tiến. Có thể nói, đây quả thật là một quyển bách khoa toàn thư giúp cho cổ sư tu tiên, phân biệt rõ khó dễ, nắm giữ đủ loại thủ đoạn sinh tồn. Truyền thừa này cũng không phải do một mình người sáng lập ra nó là một vị cổ tiên tinh đạo ở thiên đình tạo nên. Mỗi một người kế thừa, họ đã không ngừng tăng thêm nội dung, cải tiến nội dung, hao phí hết tinh lực tâm huyết, cuối cùng mới hình thành một quyển bảo điển như thế này. Từ đó Phương Nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều lịch sử cổ đại Trung Châu và Bắc Nguyên. Sát chiêu tiên đạo cuối cùng trong quyển truyền thừa này do chính người kế thừa cuối cùng là Đông Phương Trường Phàm tạo ra, sát chiêu vạn tinh phi huỳnh. Giá trị của phần truyền thừa này không cần nói cũng biết, so với chân truyền huyết đạo mà Phương Nguyên có được kiếp trước còn lớn hơn nhiều. Ngay cả Phương Nguyên cũng phải cảm khái, nếu ta sớm có được phần truyền thừa này, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, ta đã sớm thành tựu cổ tiên phương nguyên phí thời gian nhiều năm như vậy chật vật trên con đường tu hành ném tảng đá cẩn thận qua sông mới có được thành tựu như ngày hôm nay khi đông phương trường phàm vẫn còn là cổ sư đã có được truyền thừa trí đạo vận khí thật khiến người ta phải ghen ghét đông hải phúc địa ngọc lộ mưa phùng rã rít mông lung như khói một đám cổ tiên đến từ tổng bộ cương minh đông hải đang bị vây bên trong chật vật tìm đường ra đáng chết đừng để mưa phùng dính vào thân nó có bi năng làm giảm tiên nguyên tiên cương sa ma dẫn đầu sắc mặt bỗng nhiên thay đổi miệng hô to cảnh báo chúng tiên sau lưng sa ma đang nghe truyện trên tv audio cv có thể nói là kinh nghiệm phong phú phản ứng cực nhanh chỉ nhìn biểu hiện của mưa phùng tưởng chừng như vô hại này ông ta đã lập tức nhìn ra được cách thức mình bị công kích như thế nào nghe được tiếng cảnh báo của ông ta chúng tiên vội vàng vận dụng đủ loại thủ đoạn chống lên phòng hộ đối kháng mưa phùng nhưng vô dụng. Mưa phùn này thế mà lại vô khổng bất nhập. Chẳng lẽ đây chính là sát chiên tiên đạo đã từng giúp cho Ngọc Lộ tiên tử vang danh thiên hạ, tiêu tiên tán vũ. Một vị tiên cương nhớ đến một tin tức quan trọng, sắc mặt trở nên khó coi. Cho dù là sát chiêu tiêu tiên tán vũ đại danh đỉnh đỉnh, cũng không thể siêu tuyệt một cách quỷ dị như vậy. Thủ đoạn phòng hộ của chúng ta hoàn toàn không có hiệu quả. Một vị tiên cương khác kêu lên, giọng nói kinh hoảng ta biết rồi. Cửa trước, chúng ta đồng loạt trúng sát chiêu tiên đạo cùng hưởng ân huệ. Bởi vậy đến cửa này, bị tiêu tiên tán vũ đánh trúng, phòng ngự cách nào cũng không được, mặc cho mưa văn trúng người. Tinh mang lóe lên trong mắt tiên cương tô bạch mạng. Chúng tiên nhanh chóng thảo luận với nhau. Nhận được câu trả lời, tâm trạng người nào cũng trở nên nặng nề. Bọn họ công lực phúc địa ngọc lộ không chỉ một lần. Phúc địa ngọc lộ trùng trùng điệp điệp cửa ải, vô cùng khó chơi. Trong đội ngũ lần này, bọn họ lấy tiên cương làm chủ. Tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 vị tiên cương. Tiên khiếu tiên cương đã chết, phúc địa không thể kinh doanh, âm u đầy tử khí, căn bản không thể tự sản sinh tiên nguyên. Bởi vậy, tiên cương muốn có được tiên nguyên, đành phải chuyển hóa từ tiên nguyên thạch sang. Tiên nguyên của tiên cương bình thường còn trân quý hơn so với cổ tiên, bởi vì kiếm không dễ. Hiện tại chúng tiên xâm nhập cửa ải này chiến đấu còn chưa khai hỏa đã bị tiêu tiên tán vũ đánh bại tan rã tiên nguyên quả thật là nhược điểm trí mạng của bọn họ nhìn từng viên tiên nguyên do mình vất vả tích lũy được đang tan sạch các tiên cương đều đau lòng vô cùng bọn họ vội vàng thương nghị rất nhanh đạt thành nhận thức chung nhất định phải đã thông cửa ải này tìm được đường ra nếu không thì nguy rồi chúng tiên cùng nhau thi triển thủ đoạn nhưng nửa canh giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Không ổn rồi. Sát chiêu chiến trường này khó giải như vậy. Ta đã bị tan rã hết 30 viên tiên nguyên rồi. Ngọc Lộ tiên tử là nhị đệ tử của Nhạc Thổ tiên tôn, đại năng bác chuyển. Nhạc Thổ tiên tôn am hiểu nhất là sát chiêu chiến trường. Ngọc Lộ tiên tử là đệ tử, tất nhiên sẽ học được tinh túy của Nhạc Thổ tiên tôn, không chỉ nắm giữ được rất nhiều sát chiêu chiến trường nổi tiếng mà còn sửa cũ thành mới thậm chí có sát chiêu do tự bà ta sáng tạo ra. Sát chiêu chiến trường này là do bà ta nghĩ ra, trong lịch sử không hề có ghi chép lại. Sát chiêu chiến trường này dường như không có bất kỳ uy năng công kích nào, nhưng không gian bên trong cực lớn, phối hợp với tiêu tiên tán vũ, quả thật muốn mài chết chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây? Thủ đoạn hầu như đã dùng hết, nhất thời chúng tiên đều có cảm giác bối rối. Sắc mặt đầu lĩnh sa ma tái xanh, nhìn chầm chầm của tiên trí đạo trong đội, gầm nhẹ, bạc đan, ngươi làm gì vậy? Đã qua lâu như thế, ngươi vẫn không suy tính ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này sao? Bạc đan bị mắng, vội vàng xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoảng loạn bất an, thuộc hạ vô năng. Sát chiêu chiến trường này quá tinh thâm, vượt qua sát chiêu chiến trường trước đó một cấp độ lớn. Truyền thừa trí đạo của thuộc hạ vốn không trọn vẹn hơn phân nữa, thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Bạc Đan là người sống, còn là cổ tiên trí đạo, nhưng lại bị tiên cương sa ma quát lớn, không khỏi khúng đúng như đứa cháu nội. Cương minh đông hải khác với bốn vực còn lại, thế lực rất khổng lồ, thậm chí còn cao hơn thế lực siêu cấp bình thường một bậc. Tổng bộ cương minh không những có rất nhiều cường giả tiên cương, mà còn có cổ tiên phụ thuộc. Những vị cổ tiên này địa vị so với tiên cương còn thấp hơn nhiều. Sa ma quát xong, nộ khí tiêu tan, giọng nói buồn thảm, bạch đang vô dụng, chúng ta chỉ có thể thúc đẩy huyền băng ốc cưỡng ép banh tạc, xem có thể nổ ra một con đường hay không hai mắt các cổ tiên khác không khỏi tỏa sáng không nghĩ đến sa ma đại nhân lại có thể mượn được huyền băng ốc hai mắt thái bạch vân sinh cũng sáng lên thế lực cương minh đông hải cực mạnh hùng bá một phương là lão đại nhất lưu trong thế lực siêu cấp không nói đến những cái khác tiên cổ ốc thôi cũng đã có đến ba cái đương nhiên trong đó chỉ có một tòa là hoàn chỉnh hai cái còn lại bị tàn phá không chịu nổi nhưng cho dù là tiên cổ ốc bị tàn phá, cũng có thể miễn cưỡng thôi động, uy năng bất phàm. Sa ma là cường giả thất chuyển. Sau khi nhận nhiệm vụ từ tổng bộ cương minh đến công lực phúc địa ngọc lộ, đã nhiều lần đánh vào phúc địa, xông qua không ít cửa ải. Xông qua cửa ải càng nhiều, ông ta lại càng coi trọng phúc địa ngọc lộ hơn. Lần tấn công phúc địa này, dưới sự khuyên bảo của phu nhân Tô Bạch Mạng, ông đã bỏ ra cái giá không nhỏ mới mượn được tiên cổ ốc huyền băng ốc từ cương minh khi sa ma lấy ra huyền băng ốc chỉ thấy thể tích của căn phòng không lớn giống như một quả cầu bề ngoài giống như được đắp bằng gạch băng vừa mới đặt xuống khí lạnh lập tức dày đặc khiến cho các cổ tiên xung quanh không khỏi rùng mình sa ma im lặng dẫn đầu mở cửa phòng ra tiến vào bên trong sau đó là đến vợ của ông ta tô bạch mạng tiếp theo là năm người còn lại nối đuôi nhau mà vào bước vào trong phòng bên trong là một không gian hình tròn to lớn không hề có bất kỳ đồ dùng nào. Chúng tiên trôi nổi bên trong, chung quanh bao phủ một tầng bạch quang lạnh buốt. Bên trong bạch quang lại có Kim Mang giao hội. Sau mấy hơi thở, Kim Mang ổn định lại, giống như từng sợi kim tuyến quấn quanh, tạo thành một trận đồ. Sa Ma Chỉ Huy chúng tiên đứng trên mặt trận, thống nhất ra lệnh, mọi người cùng nhau tiêu hao tiên nguyên, thúc đẩy tiên cổ ốc. Các vị hao phí tiên nguyên bao nhiêu, tiên cổ ốc tất có ghi chép. Ai cũng biết thôi động tiên cổ ốc sẽ tiêu hao tiên nguyên rất nhiều lần này thôi động chỉ sợ còn tổn thất nhiều hơn so với việc bị tiêu tiên tán vũ rơi trúng nếu không phải có khuyết điểm này sa ma đã sớm thôi động tiên cổ ốc lần này mọi người xâm nhập phúc địa ngọc lộ còn chưa chém giết cường địch hay tao ngộ cuộc chiến nào tổn thất đã hơi bị thảm tiên nguyên tiêu hao rất nhiều trong lòng tất có đè nén nhưng nghe sa ma nói xong bọn họ lập tức thu hồi lại suy nghĩ đành phải tận tâm tận lực. Sau nửa nén hương, mặt biển Đông Hải đang yên tĩnh bỗng nhiên xông ra một khối lưu tinh băng hàng. Thế sông của lưu tinh cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm đánh vỡ mặt biển. Chỉ trong chớp mắt đã xông lên mấy chục trường Lưu tinh đột nhiên dừng lại trên không trung, từ cực động chuyển sang cực tỉnh, hiển thị nguyên hình là tiên cổ ốc lục chuyển huyền băng tàn ốc. Tất cả ra khỏi phòng. Trong phòng, sa ma quát khẽ. Chợt cánh cửa mở rộng, chúng tiên vội vàng bay ra lơ lửng trên không trên bầu trời chúng tiên quan sát dưới chân trên mặt biển sóng biển cuồn cuộn hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh vừa rồi huyền băng tàn ốc đã phá vỡ bố trí trên mặt biển nhưng tâm tư của chúng tiên đều ngưng kết tại phúc địa ngọc lộ dưới đáy biển sâu chúng tiên tiến đánh phúc địa ngọc lộ không chỉ một lần có thắng có thua thất bại lần này cũng không phải là lần thứ nhất nhưng lại là lần vô lý nhất Công lực Phúc Địa Ngọc Lộ, trọng điểm không phải là cường công mà là thu chi cân bằng. Phúc Địa Ngọc Lộ đã bị Cương Minh Đông Hải cường thế quản lý. Không có thế lực khác cạnh tranh, công lực Phúc Địa đang được mưu toan, dần dần tiến hành. Đối mặt với sát chiêu chiến trường huyền diệu như vậy, cho dù có vận dụng Huyền Băng Tàn Ốc, chúng tiên cũng chỉ có thể xông ra khỏi Phúc Địa mà không thể phá giải. Như vậy, tiếp theo nên phá giải cửa ải này như thế nào? Sa Ma là người bước ra cuối cùng thu hồi huyền băng ốc trong lòng mang theo sự buồn nản thầm nghĩ lần này đúng là thua thiệt lớn chẳng những không có thu hoạch lại còn vận dụng huyền băng ốc sau khi trở về cương minh ta phải thanh toán lại bằng số điểm cống hiến rồi cũng may là còn có huyền băng ốc nếu không chúng ta vẫn còn bị vây bên trong cổ tiên bạch đang lên tiếng trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi sa ma hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái bạch đang vội vàng im lặng những cổ tiên còn lại khẽ gật đầu cảm thấy may mắn vì sa ma đã mang đến huyền băng ốc sát chiêu tiêu tiên tán vũ này không khỏi lợi hại quá mức ngay cả tiên cổ ốc cũng phòng ngự không hết vẫn dính trên người chúng ta thái bạch vân sinh đột nhiên lên tiếng thấy thái bạch vân sinh lên tiếng sa ma trầm giọng đáp bởi vì tác dụng lớn nhất của huyền băng ốc chính là trợ giúp cổ tiên băng đạo tu hành đừng nhìn bề ngoài nó bình thường thật ra bên trong đã bị tàn phá không chịu nổi miễn cưỡng tu bổ mới có thể đem ra sử dụng được nếu là tiên cổ ốc hoàn chỉnh cho dù chúng ta bị trúng cũng có thể bảo vệ chúng ta ở trạng thái tốt nhất thì ra là như vậy thái bạch vân sinh gật đầu cũng không nói gì thêm được rồi hành động thăm dò phúc địa ngọc lộ lần này kết thúc mọi người giải tán sa ma vung tay lên tuyên bố giải tán một lát sau chúng tiên đã biến mất sạch sẽ thái bạch vân sinh cũng chưa vội rời đi Thái Bạch tiên sinh, có chuyện gì không? Tô Bạch Mạn hỏi. Thái độ của hai vợ chồng tiên cương này đối với Thái Bạch Vân Sinh rất tốt, nguyên nhân xuất phát từ tiên cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh mỉm cười, hai vị cũng biết ta là cổ tiên Bắc Nguyên, hiện tại đã đến Đông Hải một khoảng thời gian. Sa Ma, Tô Bạch Mạn nhìn nhau, cùng gật đầu. Điều này bọn họ đã sớm biết. Thái Bạch Vân Sinh không giống như Tàn Dương Lão Quân, không che giấu khí tức của mình. Bởi vậy thân phận cổ tiên Bắc Nguyên đã sớm bại lộ. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Bởi vì Đông Hải có triều. Cứ cách một khoảng thời gian, độ phì của đất từ rảnh biển phun trào lên, chính là vĩ lực của thiên nhiên, sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn vượt qua cực hạn của cổ tiên Bắc chuyển. Độ phì của đất quá mãnh liệt, quấy động nước biển, hình thành địa triều. Sức mạnh địa triều rất lớn, có thể nhấc lên sóng lớn cao trăm trượng xung kích bức tường ngăn giới vì thế mà bức tường đã trở nên yếu ớt cổ tiên muốn xuyên qua bức tường ngăn giới sẽ hết sức gian nan thiên tân vạn khổ nhưng hàng năm đến thời gian này bởi vì địa triều bức tường ngăn giới ở đông hải sẽ trở nên mỏng manh sẽ có cổ tiên trung châu bắc nguyên nam cương thừa cơ tiến vào đông hải đương nhiên cũng có một số cổ tiên đông hải thừa dịp tiến vào trung châu bắc nguyên và nam cương cho nên cổ tiên trung châu bắc nguyên nam cương đến đông hải cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ chỉ có cổ tiên tây mạc mới thật sự hiếm thấy ở đông hải bởi vì tây mạc không giáp giới đông hải ở giữa còn có trung châu một khi cổ tiên tây mạc xuất hiện ở đông hải nhất định sẽ rất thu hút ánh mắt người khác thiên hạ ngũ vực trung châu bắc nguyên nam cương tây mạc đông hải trong đó thực lực trung châu là mạnh nhất cổ sư môn phái vô số nam cương có thập vạn đại sơn núi non trùng điệp Bãi cỏ Bắc Nguyên bằng phẳng vô ngần, tính di chuyển của bộ tộc rất mạnh, đồng thời cũng là người hiếu chiến nhất. Còn Đông Hải lại là nơi có nguồn tài nguyên phong phú nhất, hải vực rộng lớn, bên trong nước biển cất giấu vô số tôm cá hải thú, rất nhiều khoáng sản trân thạch. Cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Cương đến Đông Hải, phần lớn đều vì những tư nguyên này. Nhất là Bắc Nguyên. Nơi này lúc nào cũng diễn ra chiến sự, tài nguyên càng cỗi nhất. Cổ tiên Bắc Nguyên đến Đông Hải tìm kiếm cơ hội phát triển hoặc tránh đầu sóng ngọn gió cũng không phải số ít. Thái Bạch Vân Sinh tiếp tục nói, nhờ phúc của hai vị, ta đến Đông Hải phát triển khá tốt, cho nên tiên khiếu dần dần bất ổn. Địa triều sắp đến, ta muốn nhân cơ hội này trở về Bắc Nguyên, hạ xuống phúc địa, củng cố tiên khiếu, nên đón địa tai sắp đến. Là như vậy sao? Sa ma gật đầu. Chúng ta sớm đã nghĩ đến. Lần này Thái Bạch tiên sinh đi, cần phải chú ý an toàn. Có lẽ nên để cho vợ chồng ta hộ tống một đoạn. Tô Bạch Mạng mỉm cười đề nghị. Thái Bạch Vân Sinh khoát tay, không cần, không cần. Vợ chồng Sa Ma thấy Thái Bạch Vân Sinh từ chối, cũng không khuyên bảo nữa. Mặc dù địa triều diễn ra dẫn đến bức tường ngăn giới trở nên yếu ớt, nhưng cũng có triều lực vô hình chiếm cứ, giống như vô số đá ngầm, nước xoáy, vẫn rất nguy hiểm. Muốn thông qua đó, tất nhiên phải có bản đồ chính xác. Bản đồ này vô cùng trân quý. Nếu có cổ tiên trí đạo suy tính thì tốt, còn nếu không có thủ đoạn trí đạo, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng thăm dò. Nếu để cho vợ chồng Sa Ma hộ tống, như vậy chẳng khác nào tiết lộ bản đồ cho Thái Bạch Vân Sinh biết. Bởi vậy, vợ chồng Sa Ma thấy Thái Bạch Vân Sinh từ chối, cũng không cưỡng cầu nữa. Bắc Nguyên xử lý thỏa đáng, ta sẽ thừa dịp địa triều lần tới mà quay lại nói không chừng còn có thể thuyết phục mấy người bạn cùng nhau xông xáo thái bạch vân sinh lên tiếng vì phương nguyên mà tranh thủ cơ hội được bằng hữu của thái bạch lão đệ chính là bằng hữu của vợ chồng chúng ta chúng ta đương nhiên hoan nghênh vô cùng rồi sa ma cười ha hả hào sản nhiệt tình lúc này thái bạch vân sinh mới cáo từ nhìn theo bóng lưng thái bạch vân sinh mờ dần tô bạch mạng cao mày truyền âm cho sa ma mặc dù bức tường ngăn giới yếu ớt nhưng địa triều lại kinh khủng vô cùng nếu chủ quan một chút bị triều lực vô hình vỗ trúng thương gân động cốt chỉ là chuyện nhỏ đột tử ngay tại chỗ cũng có thể chàng nhìn thái bạch vân sinh ung dung như vậy tất nhiên vô cùng tự tin đối với bản đồ trong tay chúng ta thật không cần theo dõi sao có được bản đồ đó chúng ta có thể tiến vào bắc nguyên cho dù chúng ta không cần cũng có thể giao nộp lại cho cương minh đổi lấy điểm cống hiến bù đắp cho tổn thất lần này sa ma khoát tay thái độ kiên quyết từ chối không cần đâu bản đồ cũng không phải cố định không đổi sau mấy lần địa triều triều lực vô hình sẽ sinh ra thay đổi cực lớn đến lúc đó bản đồ cũ sẽ mất đi giá trị mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là hợp tác với ông ta lợi dụng tiên cổ nhân như cố đạt thành mục đích trùng sinh đây là đại kế lâu dài không thể vì lợi nhỏ trước mắt mà làm mất đi quan hệ tốt đẹp chúng ta đã vất vả dựng lên với ông ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha